Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh youtube Thanh Tú Store Kênh chuyên mua bán thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé Hôm nay thì mình tiếp tục lên video giới thiệu cho các bạn những con máy mới về ngày hôm nay Đây, máy mới về cũng chắc phải vài chục cây này, rất là nhiều Thượng hà và thượng vàng hạ cám đều có nhé Và các bạn thông cảm vì cái lượng máy bên mình nhiều Cho nên mình chỉ quay qua thôi Hai muốn xem chi tiết thì các bạn vui lòng nhắn tin trực tiếp cho bên mình qua số Zalo 056688 từ quý 9 các bạn nhé. Và khi nhắn tin Zalo mà các bạn không thấy bên mình trả lời thì rất mong các bạn thông cảm thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp luôn cho bên mình qua ba số hotline 056588 từ quý 9 0912 555 912 hoặc là 0962 615 618 các bạn nhé. Và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc Mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái Ưng ừ thì lấy Và không ưng Thì các bạn có thể không lấy nhá Ok Ở đây Đầu tiên thì giới thiệu cho các bạn Mình có một cây 12 Pro 128GB, pin 100mAh Và cái con này thì khách đặt và bom Con máy đẹp như thế này Chẳng có cái lý do gì mà để bom của mình cả Bởi vì giá thì mình đã nói rõ rồi Đúng không bạn? Giá thì mình đã nói rõ rồi Còn hình thức và chất lượng Thì không thể chê vào đâu được Tại sao lại bo mà Đây, 118 g má mỹ pin 100 13 triệu 800 Mới sạc có 7 lần Máy đẹp còn là hết nước chấm luôn Đấy. Và đây cũng chính là cái nguyên do Vì sao mà bên mình Bán hàng cho các bạn Bắt các bạn phải cọc từ 100.000 cho đến 500.000 tùy từng giá trị sản phẩm tiền cọc mình sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua máy cho tất cả mọi người Đấy. Ví dụ như cái bạn này bom màng thì mình phải lấy cái tiền cọc đấy mình trừ vào tiền phí vận chuyển đúng không? Một con máy như thế mà bị bom Đây con này cũng thế này Đây bạn nào đặt của mình con này Pin 87% 11 Pro 206GB mã Mỹ Máy zin full đẹp như thế này Đây con này thì chỉ có cái lý Không có cái lý do gì Để các bạn bom mình mình Chỉ có một cái lý do là các bạn Lúc các bạn đặt mua là các bạn suy nghĩ Không chính đáng sau đấy là các bạn à, về đến có thể bạn không có tiền hoặc là bạn như thế nào đấy bạn không lấy chứ còn về chất lượng và hình thức thì nó quá là ok luôn. 9.260g mã Mỹ đẹp zin. Tiếp theo con 12 Pro 128GB, pin 81% bản ZB. Máy bao zin full thì thức đẹp 11.500. Pin 81% nhá, 11.500. Bình thường con này nó phải là 13.500 cơ. Pin nó thấp thì mình coi như là trừ đi 2 triệu rồi có 11 triệu 500 thôi zin full đẹp tiếp theo đây con này cũng là con bom hàng đây hôm nay bom hơi nhiều đấy 64 gb ma Mỹ pin 85 8 triệu rưỡi máy zin full đẹp đẹp như thế này không thể nói là chê hình thức được đúng không tiếp theo là một con 13 bản ZA 2 sim vật lý 128 gb pin 88% máy bao zin thì thức chỉ được 97% thôi tức con này nói chung là mặt có một hai vết phẩy lông mèo nó chuột không đáng gì không có luôn thì phải mặt thì không có chỉ có viền thôi các bạn ạ. viền thôi mặt thì đẹp nhá mặt do người ta dùng cường lực nên đẹp Đấy, viền nói chung là cũng có trời xước cấn móp nhưng mà giá của nó chỉ có 12 triệu 500 thôi rất là rẻ phone 13 Tiếp theo là một con 13 Pro Max giá như 12 Pro Max luôn. Giá như chỉ 12 Pro Max thôi, con này mã Mỹ này. Camera linh kiện không xác định nhá. Pin thì là 100%, tình trạng con này là thay lưng rồi này. Thay lưng rồi và thay cam rồi nhá. Nhưng mà cam là cam zin nhá. Đấy. Thay lưng và thay cam 16.500. Tiếp theo là một con uh, X lưu ảnh, X lưu ảnh. Con này con X lưu ảnh nhá. 206 g lưu nhẹ thôi. Con không tin còn chẳng nhìn thấy đâu. 206 g 3 triệu rưỡi. Bình thường con này nó phải là 4 triệu rưỡi cơ nhá. Tiếp theo một con 12 Pro bản ven máy bao zin full. Hình thức 97% bản ven này, 128 g này. 11 triệu 500. Con này thì cái mặt của nó có một hai vết phẩy lông mèo lông chuột nhá nhưng mà dán cường lực vào thì nó ok máy thì mình bao zin và bao phun chức năng 11 triệu 500 6 bờ 1 triệu 3 con này thì bán lỗ 200 luôn tiếp theo một con x 64 gb pin 100 thì là pin thay rồi nhá uh, 4 triệu 3 Tiếp theo là một con 11 Pro Max thay lưng 9 triệu pin 81% Bao zin trừ cái lưng nhá 9 triệu iPhone 8 nhỏ Con này có một cái chấm phản quang trên màn Đây Mình sẽ zoom vào cho các bạn nhìn này Chấm phản quang này Bình thường con này là 2 triệu 9 nhá Chấm phản quang giảm hẳn 400 cho các bạn Quá rẻ Tiếp theo là một con 8 Plus 3 triệu 7 8 Plus 3 triệu 7, 64GB bin 100 Hình thức 97% và các bạn xem thì các bạn đừng quên bấm like nhé Các bạn xem thì ủng hộ cho mình xin một cái like video nhé Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình Tiếp theo mình có một con XS Max Con này là ép kính và thay lưng nhé Ép kính và thay lưng rồi Đấy Pin 100 6 triệu 6 triệu nhé Một con 6S Nhỏ Hỏng vân tay 64GB pin 100 1 triệu Và màn hình có một cái chấm vần quang nhỏ nhỏ nhé Một con Oppo A37 500 000 Trung bên mình thượng vàng hạ cám đều có Samsung A51 RAM 6 bộ nhóm 128 Thanh lý cho các bạn 2 triệu 3 Bỏ xấu nhá. Bỏ xấu 2 triệu 3 Oppo A74 5G RAM 6 bộ nhóm 128 Con này ép lại kính mặt trước rồi nhé 2 triệu 7 <laughs> Một con Vivo RAM 4 bộ nhớ 32 Chẳng biết Vivo gì luôn Vivo 161 1601 800 000 <laughs> Một con XS Max Xin các bạn một con 11 Pro Max <laughs> 64GB 81% Con này đã thay màn và lại là thay màn tàu nhá <laughs> đã thay màn và thay màn tàu và hỏng phay đi pin 81 5 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi các bạn nhé một con lốt 20 5G bản Hàn giam 8 bộ nhớ 5 triệu 2 Hồ quay y 9 2019 con này hình như giam 664 hay sao đấy giam 464 nhé 1 triệu 3 hình thức chỉ được 97% Vinsmart Vinsmart Star 4 giam 3 máy zin hình thức 98 800.000 Samsung M31 giam 6 bộ nhóm 118 máy zin đẹp 2 triệu rưỡi Samsung M3 5 m 5 g bản hàn giam 6 bộ nhóm 118 3 ,7 triệu 7 Samsung Am 13 ram 4 bộ nhớ 128, ép kính mặt trước rồi 2 triệu mốt, Zmi Note 10 ram 4 bộ nhớ 64 con này mình vừa thay màn mấy trăm nghìn không hiểu vì sao màn này không bấm được, để mai mình chạy lại phần mềm nhá, Đấy, nếu ok thì mình bán triệu 7 thay màn rồi, Samsung A50 ram 4 64, 2 triệu, Oppo Reno 8 5G Giam 8 bộ nhà 206 Máy zin full đẹp 5 triệu 2 Đẹp khen 99 luôn Samsung Note 10 Plus Bản Mỹ 5 triệu 6 Hình thức 98% Samsung S10 Plus bản Việt Nam hay SIM Con này bị mực màn nhé Mực ở góc các bạn nhìn này Mực cũng tương đối là to đấy Thanh lý 1 triệu 8 nhé 1 triệu 8 Oppo Zeno 8Z 5G 4 triệu 2 Giam 8 bộ nhớ Xin các bạn Oppo Gno 7Z 5G 4 triệu 2 nhé Giam 8 bộ nhớ 118 Hình thức 97% Tiếp theo đây Tai nghe Tai nghe Pod Pro 350.000 Tai nghe không dây nhá Bảo hành 3 tháng Hàng fake nhưng mà hàng rất là ngon nhé Mình tuyển hàng ngon mình bán đấy. Còn iPod 2 thì là 280.000 cũng bảo hành 3 tháng. Và cũng là tài phách nhé Tiếp theo là củ 25W 150.000 Củ này đầu củ Đầu ra đầu tiếp C nhé Củ này là 20W 130.000 Một đầu USB Type-C -si và một đầu tiếp xin nhé Tiếp theo củ uh, 20W 140.000 Một đầu nhé Củ là 20W Còn củ này là 180.000 Hai đầu Và cũng là hai nhé 20W nhá. 180 000 hai đầu ra. Và các bạn lấy phụ kiện này này. Nếu các bạn lấy combo hai sản phẩm thì sẽ được free ship nhá. À, sẽ được free ship. Ok, còn đây là số máy bên mình đang còn. Mình sẽ giới thiệu qua và giới thiệu nhanh thôi. Mong các bạn thông cảm, các bạn muốn xem chi tiết thì liên hệ bên mình nhá. Đây. iPod, iPad. iPad uh, Pro 9.7 inch bản 4G 5 triệu rưỡi Máy Zin thì thức 98 Zin full thì thức 98 2 bát Pro bản 9.7 nhé Tiếp theo thì 13 Pro Max 260 ghi bản ZA Zin full đẹp 19 triệu 800 Pin 92% 13 Pro Max 128 ghi pin 87% bản ven 18 triệu 500 máy zin full đẹp 13 Pro Max 206G pin 86% 19 triệu 500 bản ven máy zin full đẹp 13 Pro Max 128G pin 90% bản ven 18 triệu 700 máy zin full đẹp tiếp theo một con 13 Pro Max mình đang xài con này mình đang xài các bạn nhé Đấy, đây các bạn nhìn nào ảnh cả gia đình mình nha. Con này là pin 90%, 206 ghi. Bản VN máy zin đẹp, 20 triệu 500. Và một lần nữa thì các bạn xem video thì cho mình xin một cái like nhá Cho mình xin một cái like. Tiếp theo một con 13 Pro 206 ghi. Pin 97% bản VN 18 triệu 500. Zin full đẹp. Con này 206 g bản vn Pin 58% zin full đẹp 18 triệu. Con này 206 GB pin 87% ma Mỹ, 18 triệu, máy bao zin full đẹp. Và một con 13 Pro. Bản ven 108 GB pin 86%, 16 triệu 800, máy bao zin full thì rất đẹp. Một cây 12 thường lốc, máy lốc nhá. Máy lốc thì bên mình báo máy lốc luôn, 6 triệu rưỡi. Con này à, thanh lý cho bạn 6 triệu 2 đi 6 triệu 2 nhé 12 Pro 206 GB pin 82% máy zin full đẹp 13 triệu 12 Pro con này mực màn thanh lý 9 triệu nhé mực màn một xíu ở góc trên này 9 triệu mực màn còn con này 128 GB pin 81% con này mình giảm giá còn 11 triệu 500 nhé 12 Pro pin 81 con này chính thức là mình nỗ rất là nhiều luôn nhé. Tiếp theo một con 12 Pro 206GB. Pin 86%. Bản VN. Zin đẹp 14 triệu. <laughs> iPhone 14. Sạc uh, 7 lần. Sạc 7 lần. Máy Zin full đẹp 16 triệu 500. Còn bảo hành dài nhé. Còn con... Uh, có, có một con 14 nữa đâu nhỉ? nè thế thì con này của mình chỉ có 16 triệu 200 thôi 16 triệu 200 nhé Con này mới là 16 triệu 500 sạc một lần bản ven này 108 ghi bảo hành là 11 tháng này 13 thường 108 ghi 14 triệu 200 mã Mỹ Pin 100 zin full đẹp 13 thường 206 ghi 14 triệu 200 bản ven Pin 88% ZIN full đẹp 98,99 Tiếp theo là 11 Pro 206GB pin 93% ZIN đẹp 9 triệu rưỡi 64GB 7 ,8 triệu 8 Con này cam trước hơi bạc nhé 7 ,8 triệu 8 206GB pin 97% ZIN đẹp 9 triệu rưỡi 206GB pin 91% zin đẹp 98 9 triệu 6 triệu rưỡi 206 gb pin 80 phần trăm con này thì uh, vì sao rẻ vậy bởi vì con này đã thay màn nhé thay màn tàu và nó hơi bị phản quang ở đây tóm lại con này mình tính giá là không không tính màn rồi không tính màn rồi nhé tiếp theo một con 11 Pro 64 gb Mỹ pin 89 8 triệu 8 tiếp theo là 11 Pro Max 9 triệu 64 ghi pin 83 con này ép kính rồi nhá. 9 triệu 64 ghi pin 80. Máy zin full. 10 triệu 64 ghi mã Mỹ. Pin 87. 9 triệu 2 64 ghi pin 81. Mã Mỹ. Zin full. 10 triệu 64 ghi pin 89. Mã Mỹ. 10 triệu 64 ghi pin 85. Mã Mỹ. 9 triệu 64 ghi pin 90. Con này đánh kính mặt trước rồi nhá Đánh kính mặt trước rồi Con nào mày không báo gì thì nó zin nhá 10 triệu 64 ghi pin 84 má Mỹ 10 triệu 64 ghi cũng pin 84 9 triệu 64 ghi pin 82 nhá 9 triệu 10 triệu 64 ghi pin 86 9 triệu rưỡi 64 ghi Con này màn linh kiện Apple chính hãng nhá Tiếp theo là XR64 g mình có màu xanh này, màu đen này và màu đỏ, nhanh quanh 5 triệu mọi người nhé, nhanh quanh 5 triệu. XS Max 6 triệu 964 g pin 82, 5 triệu rưỡi ảnh phay nhé, 5 triệu rưỡi ảnh phay, 6 triệu 964 g pin 82. ép kính 6 triệu, con này tình trạng ép kính nhé, Thực kính mặt trước thành lý 6 triệu Bản ZA 64 ghi 7 triệu Pin 100 là pin 2 7 triệu 64 ghi pin 83 nhé 6 triệu 8 64 ghi pin 81 ừ. Tiếp theo 11 11 thì 64 ghi nó sẽ dao động là 7 triệu Còn 128 ghi là dao động 7 triệu rưỡi máy bao zin full con nào pin kém thì sẽ được thay pin miễn phí nhá còn ví dụ như con này của mình mực màn thanh lý 5 triệu mực một tí một hàng ở dưới này thanh lý 5 triệu coi như không tính tiền màn luôn 5 triệu nhá đấy và một con một trắng ô con một trắng đẹp bán rồi con một trắng đẹp bán rồi con này ép kính là 6 triệu nhá ép kính 6 triệu tiếp theo là SE 020 có màu trắng này màu đỏ này và màu đen đều là 128 g 3 ,7 triệu 7. Con nào vỏ đẹp là vỏ thay nhá. Con nào vỏ đẹp là vỏ thay. Đấy, còn vỏ zin thì nó sẽ hơi phải phải như này. 12 mm 128 g anh quanh 6 triệu rưỡi. Tùy từng cây nhá. Các bạn thông cảm mình chỉ quay qua thôi. Con 6G là 700 000 man già. 700 000 6 bờ lớt 128 ghi 1 triệu rưỡi 8 bờ Con này đã thay màn rồi nhưng thay màn zin nhé 3 triệu 8 7 bờ 2 triệu 7 128 ghi Con này lên vỏ rồi nè Con này 128 ghi vỏ zin 2 triệu 7 nè Thì nó sẽ hơi phải phẩy nè Con này cũng 128 ghi 2 triệu 7 nè 6S bờ vỏ xấu Hỏng vân tay 1, ,1 triệu 1 này. s 21 Ultra RAM 12 bộ nhớ 206 Máy zin Hình thức uh, 98% 9 triệu 9 triệu S21 Ultra 9 triệu các bạn nhé Còn mình còn một cây này RAM 16 bộ nhớ 512 Thay lưng Còn này thay lưng rồi nhé 9 triệu RAM 16 bộ nhớ 512 nhé Bình thường con này nó phải là 10 triệu cơ Thay lưng thanh lý còn có 9 triệu thôi S21 Ultra này ra 12 bộ như 260 thì là 9 triệu. Samsung Quantum 3. Bản Hàn máy zin đẹp. 4 triệu 7. A72 giam 8 bộ nhớ 128 bản Việt. 4 triệu 6. Note 20 5G bản Hàn. 5 triệu 2. Máy zin hình thức 98. 2 cây Màu đỏ và màu, màu mận S20 FE mình còn Ồ còn có hai cây rồi S20 FE này 5G này 4 triệu 4, 4 nhá 56 bộ những 118 4 triệu 4 Note 10 thường Bản Việt Nam 2 sim 4 triệu 7 Hình thức phải Viền phải nhá Viền phải 4 triệu 7 Note 10 bản Việt Nam 2 sim còn bản Hàn thì một sim đây. Đấy, giá này quanh 4 triệu rưỡi, 4 triệu 7 một cây. Bản Hàn thì sẽ được ra 12 nhá. Đấy, 3 màu. Đỏ đen đánh bạc. S21 Plus 7 triệu 2. S21 Plus bản Hàn 7 triệu 2. Máy zin đẹp 98. Con này thì thay lưng này. Và mặt trước hơi diện thì kính này. Thanh lý 6 triệu nhá. Đây con này cũng 7 triệu 2 này. Con này thì bản à, 2 sim này, 7 triệu 9 Bản Việt 2 sim 7 triệu 9 nhá S21 Plus này Đấy, Con này 7 triệu 2 bản Hàn này Nốt 9 Có màu cà phê này Màu trắng này Và màu, màu xanh này 3 triệu 9 giam 6 bộ nhóm 128 bản Hàn nhá A335G bản Việt 4 triệu rưỡi Zin full đẹp giam 6 bộ nhóm 128 A535G A535G Các bạn đợi tí mình ra tắt cái chuông điện thoại đi nhá Các bạn đợi mình một xíu Mình sẽ để đâu nhỉ Này. Mình sẽ quay luôn Đây 12 giờ đêm 1 giờ sáng gọi là nhiều thật máy của khách các bạn nhé cho thuê bao luôn giờ ôi lắm Đấy. quan nhà mình chặt không? Quá chặt Hà Nội Cải quan có 20 mét vuông Nhìn quay trên clip thì ai bà tưởng nhà mình rộng đến mới thấy nhà mình chặt Hà Nội mà 20 mét vuông nó là rất là sung sướng rồi <laughs> tất nhiên rộng hơn nữa thì sung sướng hơn nữa <laughs> A53S 5G bản Hàn 4 triệu rưỡi <laughs> nốt 12 8 bộ nhóm 128 máy gì thì tức uh, 97 98 phần trăm 3 triệu 8 Samsung M32 58 bộ nhớ 128 máy zin thì thức phẩy 3 triệu. A31 bản Hàn ra 464. 2 triệu. A50S 2 triệu máy zin thì thức phẩy. A21S ra 332. Máy zin thì thức 98 triệu 7. Con này à ra 664 hình thức phẩy triệu 8. A12 giam 4 bộ nhóm 128 2 triệu 3 A02S giam 332 1 triệu rưỡi A31 giam 6 bộ nhóm 128 Máy Zin thì thức 98 2 triệu 8 A10S giam 232 1 triệu A20 mà nám, 900 nghìn M20 giam 332 triệu rưỡi A750 vỏ 6 giam 464 triệu rưỡi A20 vỡ kính 1 triệu A01 co 600 nghìn Bên mình thượng vàng A cám đều có các bạn nhá Thông cảm Bởi vì có rất là nhiều người lao động Làm gì có tiền mà mua đâu Cứ Loanh quanh bán cái máy ấy, Toàn là uh, Vài triệu người ta cũng không có tiền mua cho nên bên mình nói chung là phục vụ đầy đủ thượng vàng hạ cám nhé S21 5G bản hàn 6 triệu giam 8 bộ nhớ 206 máy zin hình thức đẹp 98 có màu trắng có màu tím này Đấy. Oppo Zeno 6Z 5G 3 triệu 7 máy zin đẹp Oppo A95 giam 8 bộ nhớ 128 máy zin thì thức 98, 3 triệu Oppo F19 Pro cộng 5G máy zin đẹp keng 4 triệu 3, 3, giam 8 bộ nhóm 128 Oppo Zeno 8 5G 6 triệu, zin đẹp Oppo Reno 5 xin các bạn Zeno 4 máy zin thì thức phải giam 8 bộ nhóm 128, 3 triệu 3, 3. Oppo A95 giam 8 bộ nhóm 128 zin đẹp 3 triệu 6 Zmi 10 giam 4 bộ nhóm 128 2 triệu rưỡi máy zin đẹp Oppo Zeno 4 giam 8 bộ nhóm 128 máy zin đẹp 3 triệu rưỡi Oppo A94 giam 8 bộ nhóm 128 zin đẹp 3 triệu rưỡi Zmi Note 8 giam 464 triệu 9 Vivo IV 5 dăm 332 triệu 7 Oppo Zeno 5 Ram 8 bộ nhớ 128 3 triệu 7 Zmi Note 10S Ram 4 8 bộ nhớ 128 đã thay màn 2 triệu 1 Xiaomi Ram 464 máy zin đẹp keng 2 triệu 3 Oppo A72 5G Ram 8 bộ nhớ 128 3 triệu 2 Oppo A54 2 triệu 3 giam 4 bộ nhóm 128 Oppo Zeno 4 Pro Mặt trước đẹp mặt sau phải 3 triệu 8 Zmi Note 9S giam 6 bộ nhóm 128 Máy zin Nhưng xuất một thí kính ở trên này Thanh lý 2 triệu 6 <laughs> Zmi Note 11 2 triệu 7 giam 464 Zmi 10 Giá 4 như 118, 2 triệu rưỡi. Oppo 55 giá 4,64, 2 triệu, hình thức phẩy. Còn 2 triệu 6 là hình thức đẹp. Oppo GNO4, 3 triệu rưỡi, máy zin đẹp. Vivo Y20 giá 4,64, máy zin hình thức 98 2 triệu. Còn máy zin hình thức uh, phẩy, triệu thám. LG V50 Thiên Quy 2 triệu rưỡi Con này đã thay pin Oppo A54 2 ,3 triệu 3 máy zin Hình thức uh, mặt trước đẹp mặt sau phẩy Poco C90 à, Xin các bạn Đúng rồi Poco C90 C40 Giam 4 bộ nhớ 128 ép kính mặt trước rồi nhé triệu tư Oppo A53 giam 4 bộ nhớ 128 2, 2 triệu 2 Vivo 1601, máy zin hình, hình thức uh, phẩy, triệu 3, giảm 3,32. Vinsmart, Vinsmart Star 5, triệu 1, giảm 3,32. Xiaomi 5 4,64, triệu 8. Zmilote 7, giảm 4,64, triệu 7. Oppo A55, giảm 4,64, máy phẩy. Zin 2 triệu Zmi 9C Giam 4 bộ nhớ 128 triệu 8 Xiaomi i21 S 464 triệu 2 Vỏ 6 1 triệu 2 Zmi Note 8 Giam 332 triệu rưỡi Nokia 5.4 Giam 4 bộ nhóm 128 1 triệu 7 Vivo RAM 464 1 triệu 8 Vivo 1916 RAM 232 1 triệu Zin Con này là Zoi 3 RAM 332 1 triệu 1 Máy hình thức 98 Oppo A37 500 A3S 1 triệu g4co 800.000 Oppo S3 uh, ra 464 700.000 con này bán cho các bạn 500.000 nhé nỗ 50 con này cắm cho khách khách quen bùng 500.000 bùng Hà Nội nhé các bạn ạ nhiều khi các bạn cứ nói sĩ nói hoài <laughs> mình sống ở Hà Nội đây này nói thật các bạn nhiều khi mẹ mình hôm nọ ở quê lên chơi mẹ mình là Hà Nội gì mà mạng lên đây cắm con máy 200 nghìn Các bạn có tin không? Cắm 200 nghìn để lên tiền tiêu Nên xã hội này các bạn đừng đừng nên nói Nói kiểu cái giọng ai oai sĩ làm gì cả Mình nói thật đấy các bạn Đây con này cũng thế này ra 464 này 900 nghìn còn nó nó hơn 100 nghìn Oppo A5 Ra 464 triệu 3 Nokia X7 Ra 464 triệu rưỡi VinSmart Star 4 triệu 1 Xiaomi 8 RAM 332 triệu 4 Ok hết rồi Thì các bạn thông cảm nhé Vì lượng máy bên mình nhiều Mình không thể quay chi tiết được Các bạn muốn xem chi tiết thì cứ nhắn tin Zalo bên mình 05 66 -88. Từ quý 9 các bạn nhé <laughs> Mỏi mồm quá ก็จะมีซีมไนน์เนียทนคิวจ๋าแฟนกัแล้